Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kpop News. Chúc các bạn sẽ có những giây phút thư giãn tuyệt vời. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Hôm nay các sao Kpop có thông tin gì hot không thể bỏ qua. Ngay bây giờ hãy cùng mình theo dõi nhé. Rose Blackpink đã có mặt tại sân bay Hàn sau 2 tuần ở Mỹ, mặc chẳng nên không mà xinh quá, khoe đôi chân dài và vòng eo nhỏ xíu. Sau 3 tuần vi vu nước Mỹ, cuối cùng Rose Blackpink cũng đã trở về Hàn Quốc vào dạng sáng nay 18 tháng 7. Xuất hiện tại sân bay Aichon, đóa hồng nước Úc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, thu hút mọi ống kính máy ảnh. Đáp xuống sau chuyến bay dài vào sáng sớm, trên gương mặt Rose có chút mệt mỏi. Thế nhưng, đến người khó tính nhất vẫn phải công nhận, giọng ca chính của Blackpink vẫn xinh đẹp hút hồn. Mái tóc dài nhuộm vàng đã thành thương hiệu, được tết hờ giúp gương mặt Rose xinh như tiên tử bất chấp đeo khẩu trang kín mít. Nữ idol chỉ diện áo phông, quần dài đơn giản vẫn nổi bật bật nhờ đôi chân siêu dài, vóc dáng mình hạc dưng mai hút mắt. Dù diện bộ suit đen tinh tế và chỉ mặc áo trắng đơn giản, nhưng Rose vẫn trở thành tâm điểm chú ý nhờ body mảnh mai đáng ghen tị, tôn lên đôi chân siêu dài và vòng eo nhỏ lý tưởng. Mái tóc vàng tết hờ giúp Rose xinh như tiên tử, đeo khẩu trang kín mít vẫn nổi bật bật. Dù vậy, ý trên đôi mắt của đóa hồng nước Úc vẫn ánh lên chút mệt mỏi sau chuyến bay dài. Từng cử chỉ của cô thu hút mọi ống kính phóng viên. Cuối cùng sau 3 tuần đi Mỹ, gặp hàng loạt nhân vật đình đám làm nhạc. Rose đã trở về Hàn Quốc, tiếp tục chuẩn bị cho dự án khủng 4 cộng 1 Project hoành tráng vào tháng sau. Trước đó, phía YG Entertainment, công ty quản lý của Blackpink đã chính thức lên tiếng xác nhận Rose và Jennie đến Mỹ để làm nhạc. Thông tin này khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Nhiều người đoán rằng Blackpink đang tiến hành dự án 4 cộng 1 project nhằm kỷ niệm 5 năm ra mắt, nên rất có thể sẽ kết hợp với nghệ sĩ Mỹ để tạo nên món quà bất ngờ tặng fan. Bên cạnh đó, một số fan suy đoán rằng Jennie và Rose sang Mỹ để chuẩn bị lập nhóm nhỏ. Dù Rose và Jennie sang Mỹ để collab với nghệ sĩ Mỹ hay chuẩn bị lập shop unit thì cũng đều đáng mong đợi. Bởi lẽ, Rose đã kết thúc quảng bá ca khúc solo từ lâu, còn Jennie thì chưa có hoạt động âm nhạc nào kể từ đầu năm 2021 đến nay. Blackpink thì chuẩn bị phát hành album tiếng Nhật và chưa biết bao giờ mới comeback tại Hàn.